Bữa nay đi nhìn thấy là chị này bán Palo Santo giống như là bán một lần rồi muốn khách không đến mua nữa hay sao ở đây nè. Bán một lần tới mãn đời kinh niên ta xài chưa hết Palo Santo luôn. Xin chào tất cả mọi người, lại là Dia đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm Sự cùng người lạ Tara. Và ngày hôm nay như một cái lời hứa đã rất là lâu của Dia rồi, từ cái tập mà Dia review quá trời các loại show thơm khác nhau luôn, thì Dia có nói là nếu mà có một cái ngày nào đó mà Dia có cơ hội á, Dia sẽ dẫn các bạn đến cái shop mà Dia đã mua show thơm. Và thì sự ngày hôm nay ơn phước với những cái sự nhân từ của chị chủ shop, thì chị chủ shop đã cho phép Dia đến đây để ngồi quay review cái shop của chị. Và ngày hôm nay đồng hành chung với Dia không phải là chỉ một mình Dia đồng hành chung với Dia đương nhiên là không phải chỉ một mình Dia rồi, mà còn có chị chủ shop nữa. Em xin mời chị chị Tuyết Vân đây chị vẫn còn rất là ngại màn hình ống kính mọi người. Đây là chị Tuyết Vân, chị chủ shop của shop show thơm tên là Thảo Mộc Sông Nhà nha các bạn nha. Ok, chắc là ngày hôm nay em sẽ ngồi tới đây xong rồi làm phiền chị một chút xíu. Khi mà bạn bước vào trong cái căn phòng ở đây á, cái điều mà đi cảm thấy là đi choáng ngợp nhất á là nó nằm ở đây, cho nên nhau mình phải đưa một cái góc máy qua đây. Vô vàng những loại xô thơm khác nhau các bạn, rất nhiều những loại xô thơm khác nhau. Và đây là một trong những cái shop bán xô thơm mà lần đầu tiên đi bước chân tới và đi cảm thấy là cái độ đa dạng về những cái dòng xô thơm khác nhau nó nhiều đến mức như thế. Giờ em hỏi chị một câu nha, tại sao mà chị bán xô thơm mà bán quá trời vậy, rồi sao ai bán lại chị? Chị bán như vậy mới địch lại người ta. Biết tè đi chua đúng không? Ok, thật sự ra là trước tháng 7 năm 2020 á, thì ở Việt Nam gần như là không có xô thơm nhiều. Mọi người sẽ thường hay biết là xô thơm trắng hoặc là xô thơm xanh hoặc là xô thơm huyết rồng là hết rồi. Sau một thời gian mà chị nghiên cứu và chị liên kết với rất là nhiều hãng, thì hiện nay bộ sưu tập hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng 35 loại xô thơm. Sắp tới thì nó sẽ hơn nữa đó, nhưng mà trước mắt thì sẽ giới thiệu sơ cho mọi người khoảng 35 loại. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái loại hỗ trợ khác như là thanh hương liệu hoặc là Palo Santo, những loại này cũng như là thanh tẩy hết thôi. Đặc trưng của xô thơm thì mọi người cũng biết rồi, đa dạng, không chỉ về mục đích mà nó cực kỳ là đa dạng về cả cái thành phần của nó nữa. Rất là nhiều loại thảo mộc và gần như có những loại ở Việt Nam không có. Đúng rồi. Trong cái quá trình mà đi nghiên cứu về tarot và witchcraft á, thì đi có nghiên cứu đến những cái mục như Green Witch để kiếm về những cái loại dược liệu á, thì nó đề cập tới rất nhiều những cái loại giống như cây dơ ba. Thì là ở Việt Nam mình không thể nào mà tìm được cái cây đó luôn, hay là cây xô thơm á, cây white sage. Ở Việt Nam mình có một cái cây mà họ thuộc gần họ của cây white sage thôi, đó là cây ngải cứu. Nó chỉ là gần họ thôi, nhưng mà nó cũng không thể sử dụng để thay thế một cách hoàn toàn. Mà đến khi mà mua thì mình rất là khó đi mua. Rồi hay là có một cái cây, có hai loại cây mà ở Việt Nam mình hay kiếm được, đó là cây rosemary, cây hương thảo với cây bạch đàn. Đó là hai cây mà mình rất là hay tìm được, nhưng mà ngoài những cây đó là không tìm được cái gì nữa hết. Vậy thì trong cái bộ sưu tập ở đây của chị á, cái loại xô thơm nào ở đây mà theo chị nó là cái đặc biệt nhất của shop chị không? Đặc biệt nhất hả? Chị thấy là cái loại này là Royal Size xô thơm hoàng gia. Loại này gần như là ngoài thị trường cũng khá khó để mà có loại này. Loại thứ hai nữa mà chị thấy nó là dòng này nè, dòng Brush Brush xô gia đình. Những cái loại này thật sự ra nó cái cây xô thơm này nó hơi giống cây xô thơm sa mạc thì phải. Nó sẽ khác nhau là gì, nó khác nhau là ở cái khu vực trồng, khu vực trồng của nó. Ví dụ như xô thơm gia đình đó thì mọi người sẽ thấy là theo như giới thiệu của hãng đó thì nó sẽ được thu hoạch ở rất là nhiều nơi, và gần như là những người dân ở những cái vùng họ đều có thể thu hoạch được nó. Đúng rồi, nhưng mà riêng cái cây xô sa mạc đi ha. Xô sa mạc thì nó gần như nó cũng sẽ hơi giống, nhưng mà đặc trưng của nó là gì, là nó sẽ chỉ thu hoạch ở vùng tao thôi. Đó là cái khu sa mạc tao á, và không có thu hoạch ở nơi nào khác hết. Chính vì vậy cho nên nó được đặt là xô sa mạc, và cái mùi của nó sẽ nồng hơn cái mùi này rất là nhiều do cái đặc tính về thổ nhưỡng về cái khu vực đó. Và cái loại này thì nó sẽ nhẹ hơn. Lá nó cũng sẽ mạnh hơn một chút xíu, khô hơn kiểu này như thế. Khi mà chị nói đến cái xô thơm hoàng gia, cái này ở nhà đi có sử dụng rồi. Ban đầu lúc mà đi mở cái bịch này ra, nếu mà bạn nào mà coi lại cái tập mà review của đi trên YouTube á,
thì đi dí cái mùi của này lúc mà chưa đốt lên nó giống như mùi vịt nấu chao. đúng rồi. Nhưng mà khi đốt lên thì đúng rồi, ngọt nghèo lắm. Đốt lên nó một cái hương rất là thơm và nó ngọt. Còn cái cây xô thơm mà sa mạc cái không phải là cây này mà nó cây gần giống này thôi ở đây. Tự nhiên đi với chị đi tìm mãi hình không như thấy. Hết rồi hay sao? Ồ, bởi vì là cái đi cực kỳ thích cái mùi đó luôn, bởi vì nó sẽ thoang thoảng cái đốt hương của cái lá cỏ và nó thoang thoảng cái đốt hương của cây mint, cây bạc hà. Đúng rồi, cho nên cái mùi hương nó rất là thơm. Mùi này cái nó nhẹ hơn nhẹ. Đúng rồi, mà riêng với đi nha, đi ai nói xô thơm là xô trắng là xô thơm á, chứ đi rất ghét xô trắng. Thật sự, cái mùi nó đi không thể nào mà chịu nổi. Ai gọi coi cây xô nó xô thơm, trời ơi cây xô thúi nó mới đúng á. Nhưng mà ngược lại đối với một số cái loại như là loại black shade xô thơm đen nè, hay là cây xô blue shade, em cực kỳ thích cái mùi nó luôn. Mùi nó nhẹ, rất là nhẹ và mình cảm thấy mình đốt là mình cảm thấy rất là thư thái. Nhưng cái dòng này thì ở Việt Nam cũng có, thì họ sẽ hay gọi là cây nhạc cứu black shade ha. Nhưng mà nó sẽ khác nhau là gì, do giống như chị nói là cái thổ nhưỡng và cái khí hậu dẫn đến là cái black shade của Việt Nam á, cái mùi nó sẽ nồng đậm hơn rất là nhiều so với cái mùi này. Mùi này thì mọi người đốt lên sẽ cảm thấy rất là dễ chịu bởi vì nó khá là nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Và mình đốt một thời gian dài mình cũng không có cảm thấy mệt như những cái loại do cái mùi của nó. Mà nếu mà trong những cái loại xô thơm ở đây á, như hôm trước thì đi có đến đây và ngồi nói chuyện với chị thì chị có nói rằng là ví dụ như là cây xô trắng á, thì mình thường mình chỉ nên đốt vào buổi sáng thôi, còn buổi tối mình không nên đốt xô trắng, đúng không? Không phải, về dòng xô thơm á là Palo. Đây, Palo là loại như thế này. Thì trước đây mọi người sẽ hay rất là hay bị nhầm lẫn giữa cái việc đốt Palo và xoay ha. Sự khác nhau của hai loại này là gì? Palo mình sẽ đốt vào buổi sáng, còn xô mình sẽ đốt sau 10 giờ sáng. Hoặc là mình vào đốt vào buổi chiều tối là tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì á, cái đặc tính của cái cây Palo này là nó sẽ giúp mình thức tỉnh. Nếu như mà mọi người không tin á, mọi người có thể đốt cái này lúc nửa đêm thì mọi người sẽ thấy là mọi người khó ngủ kinh khủng. Khó ngủ kinh khủng với số lượng đốt nhiều nha. Thì nó làm cho mọi người cái tinh thần của mọi người quá phấn khích đi, mọi người không ngủ được. Nhưng mà riêng loại này á, thì sao, khi mà mình đốt vào buổi chiều tối xong mọi người ngủ sẽ rất là thoải mái và dễ chịu. Cho nên với một vài bạn á, thì họ vẫn thường hay đốt cái này vào buổi tối. Nhưng mà nếu như đốt số lượng quá nhiều thì nó sẽ bị làm cho cái người đó lúc nào cũng ngủ một cách chập chờn, không ngon giấc. Cho nên nên đốt cái này vào buổi sáng ha. Khi tinh thần của mình nó mình ngủ dậy mình cảm thấy hoài hoài mệt mỏi thì mình nên đốt cái này. Nó sẽ giúp cho xoang của mình nè, cuống họng của mình và phổi của mình nó hoạt động nó mạnh khỏe hơn. Thì cái đó mình dạy làm việc nó thoải mái hơn, dễ hơn. Ngay cả đi luôn, đi cũng chưa tìm ra được những cái thông tin này, nhưng mà đến khi mà được đến đây xong nghe chị chia sẻ về cái cách sử dụng của những cái này á, thì mới thấy ô thì ra bên cạnh đó nó còn có những cái nguyên tắc sử dụng những cái loại shade, những cái loại Palo Santo như thế nào mà mình học đi đôi khi mình không có để ý. Đúng rồi. Xong rồi mình sử dụng nó bị sai đi thì nó hoàn toàn không tốt cho bản thân mình. Ok chị, ở đây em có thấy một số cái dòng xô thơm á mà nó có được đặt những cái tên rất là hay, ví dụ như là chakra shade nè, xô thơm luân xe nè, hay là xô thơm hy vọng, nó được mix thêm một số loại hoa trong đây nữa, là do là mình bán theo combo nên mình đặt cái tên vậy, hay là do là nó phải có một cái chức năng gì đặc biệt? Những cái này là đều là do hãng hết, dựa trên những cái thông tin của hãng ha, thì bên mình sẽ việt hóa nó ra để cho mọi người dễ biết nó. Về đặc tính của nó thì ví dụ như là chakra shade rồi đi ha. Mọi người có thể search tên tiếng Anh của nó cũng là như thế luôn. Ví dụ như đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó sẽ chuyên dùng để cho mọi người thiền định. Thiền định hoặc là mọi người mở các cái luân xa ra thì sẽ dùng được. Tại vì những cái cánh hoa này nó được dựa trên cái luân xa, cho nên đặc tính của nó là như thế. Người đỏ, cam vàng, lục, lam, vàng, tím. Và đối với lại người Việt Nam hoặc là ngay cả với người Mỹ ha, thì họ vẫn coi hoa bất tử là một trong những loại hoa được gọi là hoa tiên tộc. Và họ tin rằng cái việc đốt những cái loại này nó sẽ giúp cho họ thu hút được, đem lại những cái năng lượng tốt tích cực, giống y như những cái mục đích của cái loại hoa này. Rất là hay. Ở đây thì em thấy có cái Dragon Blood này. Ô nhưng mà sao mà cái lá nó khác so với cái lá ở nhà của em? Bởi vì em thấy những cái lá nhà em là lá nó nhuyễn hơn, nó giống như là từ Blue Shade. Đúng rồi, nó giống như là từ Blue Shade đúng không? Việt Nam rất là hay bị nhầm giữa hai loại này. Một loại á là Dragon Blood ha, thì xô huyết rồng, và một loại thứ hai là bên mình gọi là Red Shade. Hai cái này nó là đặc trưng của gì? Thứ nhất nó sẽ là đặc trưng của xô thơm trắng và xô thơm xanh. Đẹp. Đây.
tôm thâm trắng và tôm thâm xanh. Bởi vì sao hai loại này khi nhuộm với nhiều huyết rồng thì nó sẽ ra hai cái bộ màu như thế này, và đặc tính của nó sẽ hoàn toàn khác nhau luôn. Tôm huyết rồng thông thường sẽ được dùng để thanh tẩy nhà cửa, vật dụng, không gian, những cái gì mà mọi người sẽ thấy nó bị động tĩnh thì mình sẽ dùng loại này là tốt nhất. Còn để thanh tẩy cho bản thân thì bắt buộc sẽ phải dùng tôm này, tôm đỏ. Cho nên mọi người chú ý nha, rất là nhiều những cái thông tin khi mà đến đây á các bạn, mà nếu mà bạn không mua, không biết rằng là bạn dùng mua cái gì và cho mục đích của bản thân mình thì bạn chỉ cần nói ra với chị chủ là ừ chị ơi em muốn mua cái này dùng để thanh tẩy cái nết của em chẳng hạn, thì chị chủ sẽ nói ừ cái nết của em á là phải xài cái xô bên đây nè, xô đậm ơi là đậm á, em thấy không, cái nết em nó đen thui vậy đó, nó đen vậy đó, nó thanh tẩy em được, chứ còn cái đỏ này đỏ hường hường nè thanh tẩy cái nhà thôi, cái nhà em cũng nghiệp đó. Để phân biệt thì mọi người có thể dùng nhìn cái lá của nó, hoặc là nếu không á thì mọi người có thể chụp ảnh, hoặc là ví dụ như mọi người hơi hoang mang là cái loại đã dùng cho loại nào á, có thể chụp ảnh và gửi qua thì shop sẽ nhìn cho nó và shop sẽ hướng dẫn lại cho bạn cách sử dụng đúng loại và đúng cái mục đích của nó. Ok, bên đó thì em nhìn thấy có rất là nhiều những cái loại Palo Santo khác nhau nữa, thì chắc là em sẽ đi qua đây, qua bên cái gian hàng Palo Santo. Hôm trước thì đi có nghe chị nói về vấn đề là thiệt ra Palo Santo nó không phải là chỉ có một dòng mà nó có rất hai dòng khác nhau đúng không chị? Và cái đốt hương của nó cũng rất là khác nhau, lúc đầu là đi không tin đâu. Xong cho đến khi mà chị lấy hai cái thanh ra cho đi ngửi thử thì thật sự nó khác biệt hoàn toàn luôn. Thì giờ hôm nay chị có thể nói cho mọi người biết rõ hơn về cái sự khác nhau của những cái dòng Palo Santo này không? Palo Santo thì nó sẽ có hai dòng thứ nhất của nó sẽ là dòng từ Peru. Là quốc gia Peru thì họ sẽ đọc luôn nó là Peruvian Palo luôn. Đây là dòng Peru. Bên mình đang nhập thì cái cách để nhận biết là gì, nó sẽ khác nhau là do cái hình dáng của nó. Hình dáng của nó. Hình dáng của nó bên mập hơn, bên mỏng hơn. Cái thứ hai đó là gì? Cái Peru họ sẽ luôn luôn là loại thanh vát. Thanh như này, không có vát, còn loại của Peru á, xin lỗi, của Ecuador nó sẽ vát hơi tròn. Là nó sẽ khác nhau. Bên ngoài thì mình nhìn thấy được là của Peru thì nó sẽ vuông vức hơn. Đúng còn rồi. Của Ecuador thì nó sẽ tròn hơn. Và cái mùi của Peru nó sẽ thanh hơn Ecuador thì phải không? Ecuador thì... Ecuador sẽ thanh hơn. Đúng rồi. Peru nó sẽ rất là nồng nha, nồng và mạnh. Bởi vì sao? Bởi cái thổ nhưỡng của Peru á, nó tạo ra cái bộ mùi á, nó hoàn toàn gần như là khác hẳn so với lại Ecuador luôn. Cho nên thổ nhưỡng ở đây như là một phần là khí hậu, thời tiết và rất là nhiều các cái nguyên nhân nữa. Ví dụ như nước hay là dòng chảy, hoặc là cái nơi mà họ trồng nữa, cho nên nó sẽ khác nhau. Và đặc trưng của Peru á, cái mùi của nó sẽ là gì? Cam, quýt, bạc hà và dầu diesel. Có nghĩa là khi mọi người ngửi nó như vậy, mọi người sẽ dễ hình dung ra được cái mùi hương đó. Cái mùi đó, cái nốt hương đó, yeah. Nó nằm trong cái thanh này. Còn đối với lại Ecuador á, thì nó sẽ là bộ mùi chị nhớ vani, quế và vani, quế và dầu dừa. Cho nên nó rất là nhẹ, và khi mọi người ngửi á, mọi người sẽ thấy cái mùi gần như là mùi dầu dừa trong cái hạt này là nhiều. Cho nên là mọi người đúng chính xác, bên đây nó sẽ có cái mùi bạc hà, mùi cam quýt nhiều hơn, mùi dầu diesel, giống như nó hơi giống như cái cây mọi người Việt Nam mà mới vừa ngửi á, thì sẽ hay tưởng tượng ra ngay cái cây gỗ dầu mà mọi người hay đốt á. Đúng rồi, cây gỗ dầu. Tại vì cái mùi đó là mùi diesel đó. Nhưng mà riêng hai cái này thì mọi người sẽ đốt như thế nào? Thứ nhất là những bạn nào mà thích cái bộ mùi mạnh thì có thể chọn mùi Peru. Còn với những bạn mà họ cái tần suất đốt của họ thứ nhất là thường xuyên. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là họ hay dễ bị nhức đầu bởi những cái bộ mùi mạnh thì họ sẽ dùng cái thanh Ecuador ha, để cho nó nhẹ nhàng hơn và nó dễ chịu hơn đối với họ. Hai thanh đó là như thế này. Bên cạnh đó thì ở đây bạn còn nhìn thấy được rất là nhiều những cái gọi là những cái gì, những cái phụ kiện đính đi kèm, như gọi là để phục vụ, đúng rồi, để phục vụ cho cái niềm đam mê thanh tẩy nhà cửa, thanh tẩy nghiệp trần đời. Thì đây đi còn nhìn thấy một cái dạng mà người ta rất là hay sử dụng để thanh tẩy, nhưng mà đi thường nhìn thấy ở những cái đất nước mà thuộc về Trung Đông người ta sử dụng nhiều hơn, đó là cái resin, tức là nó là những cái nhựa thơm, đúng không chị? Đúng rồi, đây nó là những cái nhựa thơm mà người ta đóng thành bịch như thế này, và khi mà bạn sử dụng bạn sẽ rắc nó lên trên cái thang thang. Đây là viên than ha, viên than để mình đốt những cái resin nè. Mỗi một lần đốt á, mọi người sẽ cho một rất là ít thôi, khoảng vài viên thôi thì nó sẽ ra rất là nhiều khói rồi. Vậy ở đây nhìn thấy có 1, 2, 3, 4 cái màu khác nhau, vậy mỗi màu nữa sẽ ra một mùi khác nhau đúng không chị? Chính xác luôn. Wow, vậy suy ra là mình cũng có rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho những bạn nào đó. Bạn nào không thích đốt bằng cái cây phải quơ khắp cái nhà thì thôi đây nè, đó resin.
Còn nếu mà bạn nào không thích bằng cái lá thì thích bằng cái gì gỗ Palo Santo ở đây cũng được. Mà ở đây đi nhìn thấy là chị này bán Palo Santo giống như là bán một lần rồi muốn khách không đến mua nữa hay sao. Ở đây nè, bán một lần tới mãn đời kinh niên ta xài chưa hết Palo Santo luôn. Dạ. Bên cạnh đó thì ở đây em còn nhìn thấy được á, đây là một cái gian hàng để phục vụ cho những cái niềm đam mê witchcraft, những cái nền gọi là niềm đam mê với cái thuật phù thủy và thuật cử hành nghi thức phù thủy. Thì đây các bạn nhìn thấy có rất là nhiều những cái gọi là oil spell mà Dia cũng đã có hướng dẫn ở trên TikTok của Dia, nhưng mà oil spell mà Dia hướng dẫn là mình tự làm ở nhà gọi là DIY, do it yourself. Còn cái này là hàng gọi là hàng chính hãng xuất nhập khẩu với các bạn, rất là đẹp. Ở đây điểm sơ qua thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 17 loại khác nhau. Ok, 17 loại dầu khác nhau để phục vụ cho rất nhiều những cái mục đích khác nhau. Ví dụ ở đây mình nhìn thấy được là cái Fortune Teller là một cái loại dầu mà dành cho những cái bạn nào mà sử dụng tarot nè, những cái bạn nào mà sử dụng thuật chiêm tinh, chiêm cầu để mà các bạn ấy muốn gọi là có một cái trải nghiệm đọc bài tarot tốt hơn thì đây ha. Rồi, hay là ở đây mình nhìn thấy được cái bộ năng lượng là Good Fortune. Ai đang xui quá thì đi mua cái dầu Good Fortune vô nha, tốt cho tương lai các bạn nè. Hay là ai mà chồng ế, chồng bỏ, chồng chê thì mình làm sao? Hold Your Man. Ra đúng rồi nè, cái dầu Hold Your Man nha. Rồi có cái dầu này cũng dễ thương lắm, Don't Forget Me nữa. Đó, đây là cái bộ dầu này dành cho những cái người nào mà thấy mình đang chuẩn bị gặp tiểu tam tới nơi rồi đó, cái mình xích vô. Đó, ok chứ các bạn. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái dầu khác đối với các bạn nào mà bạn hay gặp những vấn đề mặt tinh thần, bạn cần cái sự healing thì đây có cái gọi là cái healing oil. Đây, healing oil. Nhưng mà ở đây em muốn đặt một câu hỏi là cái hãng này người ta làm ra như thế này, người ta đặt cái tên lại cho vui thôi hay là người ta có một cái điều lệ hay là sự cam kết gì về cái những cái chức năng của nó không? Cái hãng này là một trong những hãng gần như được gọi là hãng lớn nhất luôn đó. Chuyên về dòng tâm linh, và họ có cái gì, thứ nhất là họ có những cái dòng dầu chuyên biệt này ha. Cái thứ hai nữa họ còn có những cái loại, ví dụ như là một vài bạn đang rất là tìm kiếm những cái nguyên liệu spell á, như là nước holy water, nước thánh, đúng rồi, chị thì không rành cái đó thì họ cũng có cung cấp luôn. Và tất cả những cái nguồn của họ đều được cam kết là gì, là lấy trong cái sự tôn trọng và bảo vệ, chứ không phải là họ đi đó họ hốt hay họ làm gì đó. Và sau đó họ về họ chắc là có một chút xử lý để cho nó sạch sẽ trước khi và đạt được cái chuẩn trước khi mà họ đóng gói vô. Cho nên về cái hãng này thì thông tin hiện tại hãng này cung cấp họ sẽ có khoảng 10.000 loại sản phẩm khác nhau. Dạ, đúng rồi, tại vì họ kinh doanh về tâm linh cho nên là họ có khá nhiều. Riêng về dòng dầu đây chỉ là một trong series khoảng 300 loại dầu của họ. Ôi chúa tôi. Và chưa tính những cái dòng khác nữa nha, cho nên nó rất là nhiều. Nhưng đây là những dòng gần như là khá là phổ biến mà mình có thể dùng được. Và những cái dòng kia đôi khi nó quá đặc biệt đi, mình cũng không có sử dụng được đấy. Đúng rồi, những cái đó là những cái chuyên biệt dành cho những ngày Sabbath hay là dành cho những cái ngày đặc biệt mà nhiều khi ở Việt Nam mình cũng không có cái điều kiện khí hậu đó để mình sử dụng tới nữa. Dụ như là giờ mình làm một cái spell mà nó yêu cầu là vào trong một đêm đông giá lạnh chẳng hạn, rồi Việt Nam lấy đâu ra đêm đông giá lạnh đúng không? Rồi, nó ở đây đi nhìn thấy đa số những cái spell đây là những cái spell chiêu tài, tức là nó đem đến những cái sự may mắn là một. Rồi cái spell về chữa lành, cái spell để bảo vệ bản thân mình là nhiều. Đúng. Chứ cũng không có một cái spell nào ở đây là để attack người khác, để tấn công người khác hết trơn á. Và các bạn cũng biết đó, trong cái thuật witchcraft thì chúng ta đều có một cái quy định, đó là gì? Khi mà các bạn sử dụng một cái, bạn phát tâm ra một cái điều gì đó thì đương nhiên cái điều phát tâm của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến bạn một phần nào đó, cho nên là thì nếu mà xài spell thì cũng nhớ chừa cái đường lại coi chừng ngãi quật chết nha mấy bạn ơi. Rồi, ở đây thì đi hồi nãy đi hứa là đi sẽ phải review cho các bạn, đây là cái dòng mà nến thơm. Đi xin thưa là đi làm con nghiện nến thơm các bạn. Cái nến thơm này nó tên là Shea Smudge Candle Cleanse and Beautify, tức là thanh tẩy và làm sạch, thánh hiến và làm sạch, đúng rồi, beautify, thánh hiến và làm sạch. Thì á cái dòng nến này lúc đầu á bà này bà dụ đi á, trời ơi nè chị đưa ngửi đi ngửi đi ngửi đi về về nè xài thử em thơm lắm em ơi. Cái đi không có tin tại đi rất là nghiện nến, mà đi thường đi mua nến á là cái hũ nến của đi nó to như con voi á. Đây hũ này nhỏ quá nên nó là lúc đầu đi nói trời ơi sao cái hũ này nó nhỏ quá rồi sao mà em xài. Xong á bà mới nói là trời mày về mày đốt đi bảo đảm thơm banh cái phòng mày. Đúng luôn, rất thơm nha các bạn, và cái mùi của nó rất là fresh, cái mùi nó
siêu mát luôn. Và ở đây bạn nhìn thấy được ở trong cái nến này, đi cho các bạn coi, là có những cái lá xô thơm tươi để ở trong đó để nó tỏa ra cái năng lượng tích cực, năng lượng thanh tẩy của nó. Cũng như đó, những các bạn nào mà bạn nghĩ là ngôi nhà của bạn đang gặp một vài vấn đề trục trặc, cũng như chính bản thân bạn cảm thấy là dạo này mình cái năng lượng mình đang bị tiêu cực, hoặc là bạn đang có cảm giác là bạn đang bị một cái ảnh hưởng tâm linh nào đó, thì bạn hoàn toàn có thể đốt một cái nến mà nó có khả năng thanh tẩy như là cái cây nến ở đây, với cái giá cũng rất là phải chăng. Để thì bạn muốn gì bạn liên hệ shop Thảo Mộc Sông Nhà nha. Rồi, giới thiệu một chút nữa, đây là hãng được bên mình đang chọn ha. Hãng chọn bên mình đang là partnership của hãng và là đơn vị đối tác duy nhất phân phối cái sản phẩm này tại thị trường Việt Nam luôn. Mọi người có thể mua qua những cái nhà phân phối của bên mình. Và cũng có rất là nhiều các đơn vị họ nhập cái này về qua một hình thức nào đó. Về giá cả thì gần như cũng tương đồng nhau thôi. Mọi người có thể trải nghiệm theo sản phẩm này nha. Rồi, bên cạnh đó thì ở đây đi nhìn thấy được một cái hệ thống lô lốc những thứ dùng để đốt trầm hương và đốt resin. Và đi cực kỳ bị mê luôn, bị mê cái này nè. Đó, bạn nhìn thấy cái đỉnh trầm này thôi, đẹp không? Nhìn rất là ma quái. Cái đỉnh trầm ma quái. Trời ơi, khiêu quá đi thiệt á. Ôi chúa tôi, ma quái mà đừng có quậy giùm em đấy. Rồi hay như là cái này người ta cũng sẽ dùng để đốt trầm hay đốt hương, thì người ta sẽ có cái chỗ này người ta cắm vô rồi các bạn. Thì nó màu tím liệm tìm xiêm, màu đê yêu luôn các bạn ơi. Và ở đây các bạn sẽ tìm thấy được rất là nhiều những cái chân đế đèn làm từ cái gelatin, tức là đá gelatin, cái tinh thể đá, mà cái loại đá người ta gọi là, mặc dù là về cái tính vật lý của nó là một trong những cái loại liên kết yếu, nhưng mà so về mặt gọi là thanh tẩy, nó là cái loại đá có thể thanh tẩy mạnh nhất, có khả năng thanh tẩy mạnh nhất đó. Họ cũng coi nó giống như là một trong những loại để thanh tẩy thay cho xô thơm hoặc là thay cho những cái này. Tuy nhiên khi mọi người dùng những cái đá này để thanh tẩy thì bắt buộc mọi người sẽ phải thanh tẩy nó nha. Phải thanh tẩy nó để làm sạch nó, sạc lại năng lượng cho đúng nó rồi. Bằng cách là gì, mọi người có thể đốt xô thơm sẽ quay về một vòng là gì, có phải dùng xô thơm hoặc ba lô để đốt thanh tẩy nó, hoặc là phơi chăn, phơi sáng, phơi nắng gì đó để cho cái đá này nó được sạc cái năng lượng. Bên cạnh đó là các bạn nào mà hay theo dõi các cái TikToker mà về witchcraft của người nước ngoài á, thì các bạn hoàn toàn có thể thấy được một số cái dòng sản phẩm người ta hay sử dụng, đó là cái ngang gọi là cái hương, thanh hương, những cái thanh hương rất là đẹp ở đây. Và mỗi hộp như thế này thì nó có số lượng là bao nhiêu cây cho một hộp chị nhỉ? À, nó sẽ rơi dao động tầm khoảng 12 15 thanh cho một hộp này, một hộp 15 gram ha. Nhiều lắm. Hiện tại bây giờ riêng hãng sát da này thôi á, thì bên mình đã nhập về khoảng 30 loại. Và nếu mà đi không nhầm thì đây là một hãng của Ấn các bạn. Đúng không? Srinivasukandahalaya. Mày đọc vậy đó. Và cái mùi rất là thơm nha các bạn. Trời ơi, ai cũng xỉu. Và nhưng mà đi biết đó là ở đây nó chia ra thành từng cái đốt hương khác nhau, từng cái loại nguyên liệu khác nhau, cũng như là ở trong đây một số cái loại đỉnh trầm những cái loại hương trong đây á, nó được làm từ các cái suối nước mà quan trọng của Ấn Độ nữa, tức là những cái suối thiên của Ấn Độ á. Đúng rồi, đây những cái dụ như là này. Đây, giống như này, đây là một trong những nơi linh thiêng, dòng suối thiêng, và họ làm dựa trên cái nơi này, để những cái dòng này thường là những dòng. Đi hy vọng thì qua cái clip ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hứng thú hơn với việc sử dụng xô thơm, và mở mang ra cho mọi người biết hơn về nhiều những loại xô thơm hơn, cũng như là cho các bạn biết được một cái nơi uy tín để mà bạn có thể mua những cái loại thanh tẩy, những cái loại xô thơm mà một cách đa dạng hơn đến với Thảo Mộc Sông Nha. Bên cạnh đó thì chị ơi chút xíu nhớ discount cho em nha chị. Nói chung bên cạnh đó thì ở đây sẽ còn bán rất là nhiều hàng hà xa số những cái loại dụng cụ khác nữa dành cho thuật witchcraft. Mà nếu mà các bạn đến đây thì các bạn sẽ được chị chủ vô cùng có tâm để giới thiệu và giảng giải cho bạn đến từng loại một. Chị cũng có bán online, cho nên là bạn nào mà ở xa không thể đến được thì bạn hoàn toàn có thể thông qua cái đường link ở phía dưới. Chị đi sẽ để một cái đường link Shopee để ở phía dưới để cho các bạn vào trong shop của chị luôn ha. Còn bây giờ thì chắc là clip cũng đã đủ dài rồi, và đi sẽ chào tạm biệt mọi người, cũng như hẹn gặp lại mọi người trong Dear Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.